扁舟弄过几番红尘，山水就多几道皱纹。他看雾看云看行人，望我一眼就懂几分。花一次年少的一人情到未言，人间尚有心跳，天地问儿女瞬间知多上渺渺，凡事仍潇潇，凡事爱结伴去纷扰，人浮生渺小，全独独逍遥，就三千繁华去偕Tập 40. Ngàn năm đã qua, ta chỉ sợ tiên nhân trên trời đã sớm lãng quên ta rồi đó. Ngươi nghĩ xem ta có nên cho Bạch Yêu Yêu đó làm người đầu tiên thử sức mạnh dạng tượng lệnh của ta không? Sau khi nhận được tin tức của Tiểu Khôi là ta đã biết Tiểu Thanh có thể sẽ làm gì, ta nhất định phải sớm ngăn cản muội ấy. Làm sao thế này? Sao lại đau thế này? Linh lực không thể nào quá giải. Tiểu Thanh, muội ấy tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc. Không được, e là ta không đến kịp nữa rồi. Tướng công, chàng nhất định phải ngăn cản Tiểu Thanh. Rõ ràng người nuôi dưỡng nguyên thần của ta là Tiểu Thanh, nhưng tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với cô ta như vậy chứ? Ta đã tìm Tiểu Thanh suốt bao năm, nàng ấy là nữ nhân trong đời ta khó quên nhất. Bạch Yêu Yêu, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì mà khiến cho ta có thứ cảm giác không nỡ? Chủ thượng, bố trí xong cả rồi. Cố nhân có hẹn, hôm nay không nán lại được lâu. Bạch Yêu Yêu, bí ẩn trên người của ngươi, đợi sau này ta sẽ dần dần phá giải. Trước kia các người gọi ta là Sơn Quân, ta cũng thích sai bảo các ngươi. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, ta chưa từng thực sự làm gì cho các ngươi hết.
Đầu đuôi mọi chuyện hôm đó, Tiểu Khôi đã nói hết cho ta rồi. Các ngươi yên tâm đi, mối thù này ta nhất định sẽ trả. Sơn Quân, tuy ngoài miệng người không nói, nhưng tấm lòng của người với mọi người chúng ta đều ghi lòng tạc dạ. Ta chỉ thấy hổ thẹn trong lòng. Yêu tinh chúng ta khó khăn lắm mới tu được hình người, không phải bị hòa thượng đạo sĩ truy đuổi thì bị yêu tinh lớn ức hiếp, nhưng có được sự bảo vệ của người và Bạch Yêu Yêu đúng là vạn hạnh đó. Nếu pháp thuật ta có thể cao hơn thì đã không phải dương mắt nhìn họ chết trước mặt của ta. Dù thân có chết, nhưng những ngày tháng sống ở trên núi đời này cũng khó quên. Trước kia người cướp được đồ ăn ngon cũng đều chia cho mọi người, có chuyện xấu gì cũng là chúng ta cùng đi làm. Ta chưa nói tha thứ cho người đâu. Dân người còn ở đó làm gì chứ? Còn không thu hết bọn họ lại đi. Sơn Quân à, người định làm gì chứ? Ta sẽ đưa họ đến rừng Bàn Đào. Rừng Bàn Đào, đó là cổ trùng thiên đó. Cổ trùng thiên thì đã sao? Chúng ta là yêu, nếu tự ý xông vào rừng Bàn Đào sẽ bị đánh chết đó. Bây giờ gương cung luân ở trong tay của ta, ta có thể mượn gương cung luân cho đám tiểu yêu được đến rừng Bàn Đào một lần nữa. Gương cung luân là pháp bảo của tiên nhân, Sơn Quân tuyệt đối đừng tự ý sử dụng chứ. Vì bọn họ, việc gì ta cũng dám làm hết. Vừa nãy hình như có một người. Lẽ nào Tiểu Thanh đã từng đến đây? Nàng đừng hành động khinh suất. Giờ ta sẽ đến núi Cửu Hề, đợi xác định rõ tin tức của Tiểu Thanh sẽ nói với nàng. Đừng dội, đừng quản. Thì ra người vừa chăm sóc ta là tướng công, nhưng chàng ấy đã bỏ đi như vậy rồi. Nước cờ vững chãi, phong thái đại khai đại hợp. Thanh đế, ông mới là kỳ vương của cổ trùng thiên này đó. Đánh cờ làm gì mà lắm lời vậy chứ? Lợi hại quá, lợi hại quá. Chiêu này quá lợi hại luôn. Ta đâu phải đối thủ của ông. Không chơi nữa, không chơi đâu. Được rồi, không chơi đâu. Không chơi nữa, không chơi. Lại thua ván nữa rồi. Lại thua thêm một ván nữa. Thanh đế, chuyện đó ông suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện đó ta không quản đâu.
Ta ngàn dặm xa xôi đến tìm ông, sao ông có thể từ chối ta được chứ? Không phải ông đến để tìm ta đánh cờ hay sao? Ta... 1.000 năm trước, dừng. Chiêu này ông dùng rồi đó. Dùng rồi sao? Rất nhiều lần rồi. Vậy đồ đệ của ông tính tình ngoan cố, chẳng phải cũng là học sư phụ ông đây sao? Không phải đâu. Tử Tuyên trước kia tính cách không phải vậy đâu. Nó đến nhân gian một chuyến, tính khí mới thay đổi đó. Giả lại, bây giờ Hứa Tuyên cũng là đồ đệ của ông. Nếu nó còn nhận người sư phụ này, thì cũng đã không bỏ mặc Dược Sư Cung không ai cai quản, ngó mắt làm ngơ. Hứa Tuyền trước giờ rất là nghe lời thầy, khi xưa nó ra đi cũng là vì Dược Sư Cung. Bây giờ chắc cũng có cách rồi đó. Thành đế, ông tưởng ta tiếc chút tâm huyết đó của ta sao? Ta đang thương cho bách tính thiên hạ. Nếu như không có Dược Sư Cung, nơi khác tạm không nói, cứ nói Lâm An thôi. Bao nhiêu bách tính phải chịu cơn dày dò bệnh tật. Nó đâu phải là không muốn giúp đỡ chứ. Bách tính của Lâm An, ông cứ yên tâm về Bồng Lai, quan sát tình hình là được rồi. Ông nói thật chứ? Sao ông cứ không hiểu được vậy hả? Tính tình của Hứa Tuyên trong kiếp này đều là ông một tay điều giáo ra. Với phẩm hạnh tu hành của Bách Thảo Tiên Quân ông, được ông dạy bảo, còn có thể có gì không ổn hay sao? Ông nói có lý. Thì đó, nói như vậy thì ta còn phải cảm tạ ông tặng không cho ta một đứa đồ đệ đó. Phải rồi, ta không thể đi. Ta phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Tại sao? Ta nghe nói Bạch Đế đang không vui vì vụ Gương Cung Luân. Nhỡ ông ta đến tận nơi đòi lời giải thích, ta có thể cùng ông chống trụ một phen. Đợi sau khi Tề Tiêu trở về, ta sẽ đến tận nơi tạ tội. Bạch Thanh Đế, hai người Hứa Tuyên, Tề Tiêu đến đây cầu kiến. Sơn Quân à, Sơn Quân, nhỡ mà bị Thiên Cương Vệ phát hiện, chúng ta sẽ tôi đời mất. Đừng đi Sơn Quân. Mấy cái này chỉ là tượng đất sét, không phải tiểu yêu thật sự đâu. Người mạo hiểm đặt chúng vào rừng bàn đào cũng được ích gì đâu. Người thì hiểu cái gì? Rừng bàn đào này dĩ nhiên khác với nơi khác. Nơi này quanh năm tiên khí bủa quanh. Nếu đặt tiểu yêu vào đây, không biết chừng bọn chúng có thể sống lại. Sơn Quân đang nói mơ hay sao? Bọn chúng đã bị quá ma hết rồi. Cũng không biết nguyên thần có còn hoàn chỉnh hay không. Nai thân đã chết làm sao sống lại được chứ? Sao ngươi lại nhảy nhiều vậy chứ? Ngươi cứ nói, có theo ta đi không? Đi đi đi. Sơn Quân à, ngươi hãy nên cân nhắc đi. Nhỡ Dương Mẫu Nương Nương mà giáng tội xuống là chúng ta tôi đời đó. Dính dáng đến Bạch Nương Nương, Hứa Tướng Công, còn phải đem Gương Cung Luân giao cho Tề Tiêu của người. Núi chúng ta đã gặp phải biến cố đó rồi. Nếu người mà có mệnh hệ gì nữa thì bảo chúng ta phải làm sao? Người cứ việc yên tâm. Lần này ta sẽ không liên lụy bất cứ người nào khác. Được. Tiểu yêu to gan, Sơn Quân, dám tự ý xông vào rừng bàn đào. Bắt lấy cho ta. Làm càng. Xông vào rừng bàn đào, sử dụng Gương Cung Luân, lại còn dám tấn công Thiên Cương Vệ. Bất kỳ khoản nào cũng có thể bị trị tội nặng. Tiểu thanh này càng lúc càng coi trời bằng vung rồi đó. Xông vào rừng bàn đào, cô ta muốn lặp lại vết xe đổ của Bạch Yêu Yêu. Dạy cô ấy nhiều đạo lý như vậy mà không hề ngộ được chút nào hết. Nếu không chấp trước thì đã không còn là Tiểu Thanh. Trách phạt Tiểu Thanh thế nào? Để sao hẳn nói Gương Cung Luân là thánh vật tầm nào, không được xảy ra sơ suất gì hết. Hai con cấp tốc đến rừng bàn đào, chuyện này không thể sinh thêm sóng gió. Rõ. Tin tức Tiểu Thanh xông vào rừng bàn đào đã truyền khắp cổ trùng thiên rồi. Lần này con tuyệt đối không được dính vào trận phong ba này.
Sư phụ, người đã biết tỷ muội chúng con tình thâm, sao con có thể bỏ mặc muội ấy không màng chứ? Rừng Bằng Đào là đất của Dương Mẫu. Bây giờ con cũng coi như đã hiểu được chút đạo lý, con nên biết nếu Thiên Quy trách tội, đến cả ta cũng lực bất tòng tâm. Biết là nguy hiểm, muội ấy còn xông vào nhất định phải có nỗi khổ của mình. Con biết sư phụ lo cho Tiểu Bạch, nhưng mà Tiểu Bạch cũng lo cho muội ấy. Trong toàn thể cổ trùng thiên này, con là người thân duy nhất của muội ấy. Nếu lúc này con còn không giúp muội ấy, thì tiên tộc nhất định sẽ không tha cho muội ấy đâu. Nếu con tới đó, chẳng phải là làm khó cổ trùng thiên hay sao? Yêu yêu, ngàn năm trôi qua rồi, sao con vẫn giữ nguyên cái tính ngang bướng đó vậy chứ? Không lẽ con đã quên bài học khi xưa rồi sao? Sư phụ, năm xưa Tử Tuyên có thể cứu con từ tay của Thiên Cương vậy, thì bây giờ con cũng có thể bảo vệ cho Tiểu Thanh. Nếu con quyết ý đi, thì sẽ không còn là người của Ly Sơn nữa. Sư đồ chúng ta chỉ có thể duyên phận tại đây thôi. Con hiểu chỗ khó của sư phụ. Tiểu Bạch cũng không muốn liên lụy đến người của Ly Sơn. Chỉ là sư phụ cũng từng dạy bảo con, trước mắt chính là chuyện không thể làm, nhưng bắt buộc phải làm. Tiểu Thanh là người con buộc phải cứu. Sư phụ, Tiểu Bạch được người chiếu cố nhiều năm, hôm nay là con phụ lòng người. Có điều, chuyện này con bắt buộc phải làm. Đằng kia vẫn còn. Đây chính là rừng Bằng Đào trong truyền thuyết hay sao? Nhìn cái tướng vô tích sự của ngươi kìa, Sơn Quân nói còn giả được chắc. Ngươi xem số đào này quả nào cũng tươi mọng hết. Dừng tay. Gan to hơn cả trời. Ta giao gương cung luân cho ngươi là để cho ngươi bướng bỉnh làm càn như vậy sao? Ta chỉ muốn mượn gương cung luân dẫn các tiểu yêu đến rừng Bằng Đào một lần nữa thôi. Ta không có ý đồ gì khác. Tiểu Thanh, ngươi yên tâm đi. Gương cung luân là ngươi giao cho ta cất giữ. Ta sẽ không để nó mảy may bị tổn hại đâu. Gương cung luân đã nhiễm yêu khí.
Kết giới bị lung lay rồi. Tại sao luồng khí này quen thuộc tới như vậy chứ? Sư phụ, bên ngoài gọi Tề Tiêu về đây cho ta. Tề Tiêu và Hứa Tuyên đã lên cửu trùng thiên rồi. Bảo nó mang gương cung luân về đây cho ta. Nếu có sơ sẩy gì, cung luân ta khó giữ thái bình. Rõ, thôi. Ta đích thân đi tìm nó. Các người định đưa cô ấy đi đâu? Tiểu yêu này xông vào rừng bằng đào, còn khiến gương cung luân nhiễm phải yêu khí. Chuyện này chỉ có thể thành thật bẩm lại với thiên đế và dương mẫu. Giải đi. To gan, lẽ nào ngươi cũng định chống đối thiên quy hay sao? Vừa nãy các người thừa biết trong tay cô ta là gương cung luân mà vẫn ra tay bức ép, nên mới khiến máu chảy vào trong gương cung luân. Nếu xét vi phạm thiên quy, mấy người các ngươi e là cũng không tránh khỏi liên can. Dảo biện, chúng ta canh giữ rừng bằng đào, ra tay với lũ người xấu là việc thuộc bổn phận. Các ngươi còn dám cản trở thì đừng trách ta vô lý. Tiểu Thanh đừng sợ, ta đến rồi đây. Tiểu Bạch, sao tỷ lại đến đây? Tỷ đi đi, bằng không muội sẽ liên lụy đến tỷ. Đồ ngốc, nói gì vậy chứ? Cái gì mà liên lụy? Không liên lụy, ta đến đây chính là để cho bọn họ biết không ai được làm hại muội hết. Nương tử, nàng đến đây làm gì? Một tiểu thanh đã rắc rối lắm rồi. Muội ấy đối với mọi người là rắc rối, nhưng đối với ta, muội ấy là người thân. Dù có xảy ra chuyện gì, cứ giao cho ta là được rồi. Giao cho chàng. Lần trước ta tận mắt chứng kiến chàng giết chết tiểu yêu. Ta không muốn phải nhìn thêm một lần nữa đâu. Tiểu Thanh, muội yên tâm, dù muội có phạm lỗi tay trời, ta cũng sẽ cùng gánh chung với muội. Bạch nương nương, Hứa tướng công, là ta cứ đòi Sơn Quân đến rừng bàn đào này đó. Đại nhân à, ngài hãy thả Sơn Quân đi. Tất cả hình phạt ta đều có thể gánh chịu. Mọi hình phạt ta đều nguyện lòng gánh vác. Chuyện này không liên quan đến người khác. To gan. Bái kiến Bạch Đế. Gương cung luân bị máu yêu làm giấy bẩn, dù có đền cả cái mạng yêu của ngươi cũng đã là dễ dàng cho ngươi rồi đó. Chúng thiên cương vệ nghe lệnh, giải bọn chúng về cung luân, chuẩn bị chịu thẩm. Rõ. Đứng lên đi. Ta ghét nhất là mấy điều này đó. Tạ ơn Tây Dương Mẫu. Tây Dương Mẫu à, lần này Hứa Tuyên đến đây chỉ là vì một chuyện này. Xin người hãy khai ân. Nếu Tiểu Thanh chỉ là xông vào rừng bằng đào, ta có thể không truy cứu. Mấy thứ lễ nghi rườm rà đó ta trước nay không để trong mắt. Nhưng mà chuyện này đâu đơn giản như vậy. Là gương cung luân. Dù cô ta vô tình mắc lỗi thế nào thì cũng đã gây ra sai lầm. Máu yêu giấy bẩn gương cung luân dính đến an nguy của cửu trùng thiên. Chuyện này đã không đến lượt ta định đoạt nữa rồi. Vậy lần này chỉ có thể để Bạch Đế định đoạt hay sao? Ngài ta là chủ của cung luân, dĩ nhiên nên do ngài ta xử lý. Xem ra gương cung luân đã có dị động. Trên cửu trùng thiên nhất định có biến cố. Trên cửu trùng thiên thế nào? Không phải điều chúng ta nên lo. Dựa vào mấy người chúng ta, cũng đừng hòng đối đầu với chúng. Trên cửu trùng thiên tình hình thế nào? Người biết được bao nhiêu? Lũ tiên nhân đó cao cao tại thượng, trước giờ luôn tự đề cao mình. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến bọn chúng sa vào cát bụi, hẳn là thú vị lắm. E là ngươi đánh giá cao mình rồi đó. Hiện giờ vẫn chưa thể đối chiến với bọn Hứa Tuyên. Chỉ dựa vào một mình ta, quả thật không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng ngươi nghĩ xem,
Nếu có thể khiến cổ trùng thiên thay triều đổi đại, đổi thành yêu tộc cai quản, như vậy chẳng phải càng thú vị hay sao? Yêu tộc trước nay luôn bị bọn chúng coi là thấp hèn, lăng nhục đủ đường. Nếu ta khai chiến với trời, nhất định có thể nhất hô bách ứng, không thể xem thường. Coi bộ ngươi tính sai rồi. Lũ tiểu yêu quá ma lúc trước, bọn chúng đã sùng bái cổ trùng thiên rồi, làm gì có chuyện nghe hiệu lệnh của ngươi? Ngươi Côn Luân phát sinh biến hóa chính là cơ hội trời ban. Tiên giới và yêu giới cách nhau bởi nhân gian, sóng gió trên cổ trùng thiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhân gian. Lúc đó chúng ta sẽ có thể đổi trời thay đất. Chỉ là ta không biết yêu đế trù tính bấy lâu nay, lần này đến Côn Luân sẽ gây ra hành động động trời thế nào đây? Yêu đế. Ta lẩn quẩn trên núi Côn Luân nhiều ngày, chính là để gặp được ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn trở về sao? Trên cổ trùng thiên này, người đầu tiên ta muốn gặp chính là ngươi. Hai ta đều là tấm thân kỳ lân, không chung đường thì cũng nên nể một chút tình chứ. Khi xưa lúc ngươi bỏ mặc ta trong hôn lễ thì đã nên biết, từ nay ngươi đối với ta sẽ chỉ có thù hận thôi. Tiêu Tương, ngươi có điều không biết. Con đường của hai ta ngay từ đầu đã là trái ngược hẳn nhau rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ thần phục cửu trùng thiên. Ngươi hà tất phải nhiều lời? Khi xưa có thể ta còn tha cho ngươi, bây giờ ngươi là trọng phạm của cửu trùng thiên. Hôm nay ta không giết ngươi, làm sao nhìn lại mặt chúng sinh thiên hạ chứ? Nếu ta không ôm lại chuyện cũ với ngươi một chút, lát nữa lúc động thủ khó tránh sẽ thấy thương tâm cắn rứt. Trên núi Côn Luân, tiên lực tinh thuần, có khi ngươi còn nắm được một nửa phần thắng. Nhưng mà hôm nay ngươi đã đến đây thì nhất định phải mặc ta cấu xé. Ngươi đã có kế hoạch từ đầu, nhưng bây giờ đã không phải là ngàn năm trước. Ta đối với ngươi còn tác dụng gì chứ? Máu tim của kỳ lân cái làm phiền tiên tử cho ta mượn dùng. Chủ thượng à, nên xử trí Tiêu Tương thế nào? Chừa mạng cho ả đi, dù sao cũng là ta nợ ả một tâm tình. Sau này nếu có bản lĩnh, cứ cho ả mặc sức đến trả thù. Bây giờ gương Cung Luân đã bị máu yêu giấy bẩn, chính là cơ hội trời ban cho chúng ta. Nghịch dân, chúng ta cũng đã đến lúc ra tay rồi.
Sư phụ, Dương Mẫu phái người chuyển lời, giao hết vụ xong vào rừng Bàn Đào và gương cung luân cho người xét xử. Xà Yêu, nhìn núi cung luân này xem, đều là lỗi lầm do ngươi gây ra. Hai người trên đường đến đây đã nhìn thấy những gì chứ? Nói đi. Núi Cung Luân là trọng địa của Cửu Trùng Thiên. Gương Cung Luân là vật chí bảo của núi Cung Luân. Bây giờ trên núi Cung Luân, khắp nơi đều là cảnh tượng sa sút. Điều gì trên gương Cung Luân đã dấy phải yêu khí? Có điều sư phụ à, người là người đứng đầu Ngũ Đế, với pháp lực của người nhất định con sai rồi. Dù ta có dốc hết toàn bộ pháp lực, cũng không thể nào tịnh hóa gương cung luân này. Gương cung luân là bảo vật của tiên gia, cực kỳ thuần khiết. Giờ đây lại nhiễm phải yêu khí. Nếu muốn tịnh hóa, nhất định phải dùng nguyên thần của Tiểu Thanh để tế. Tuyệt đối không được, như vậy là dùng Tiểu Thanh vào con đường chết. Dùng nguyên thần để tế, khác gì chết đâu. Sư phụ à, chỉ cần không bắt Tiểu Thanh, dùng nguyên thần tế, đồ nhi nguyện. Các ngươi coi gương cung luân của ta là vật tục trần gian hay sao? Năm lần bảy lượt gây quả, lại còn lấy đi, chạy đến rừng Bàn Đào. Thật hối hận lúc trước không nên cho hai ngươi mượn. Sư phụ ngu giận, nghiệt đồ, quỳ xuống cho ta. Bạch đế, có phải chỉ cần ta tế ra nguyên thần là được phải không? Bây giờ ngươi biết sợ chết rồi sao? Chỉ e còn đau đớn hơn cả chết. Nếu dùng nguyên thần để tế, buộc phải dứt bỏ tu vi ngàn năm, trở lại nguyên hình. Đâu chỉ có vậy, Tiểu Thanh vốn dĩ tu hành đã không cao, muội ấy còn là yêu thân. Nếu nguyên thần bị tổn hại, làm tổn hại căn cốt, thì đời này muội ấy lại càng khó tu luyện thành người. Sư phụ, Bạch đế, tiểu yêu chúng ta tu luyện thành người quả thật không dễ đâu. Xin hãy niệm tình Tiểu Thanh không hề có ác ý, hãy tha cho muội ấy đi. Bạch đế, ta thà chết cũng không muốn bị tước mất tu vi. Tề Tiêu, ngươi từng nói với ta, Hứa Tuyền giết Tiểu Yêu là vì bất đắc dĩ. Bây giờ ta xin ngươi, ta nguyện chết dưới kiếm của ngươi, không muốn bị trở lại nguyên hình. Bạch đế, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ta đã không ngăn cản được muội ấy, xin ngài hãy xử phạt cả ta nữa. Tiểu Bạch, chỉ xin ngài đừng dùng nguyên thần của Tiểu Thanh làm vật tế. Tiểu Bạch à. Sư phụ, chuyện này vẫn chưa đến lượt ngươi định đoạt đâu. Chuyện này dính đến căn cơ của núi Côn Luân ta. Hãy để bản đế đích thân giải quyết, trừng trị tên Tiểu Yêu này. Sư phụ, có khi vẫn còn cách khác. Tiểu Thanh gây lỗi lầm lớn, không phải cố ý. Hình phạt này quá nặng nề. Im mồm, quỷ gương Côn Luân của ta làm rối núi Côn Luân của ta, chừa mạng cho cô ta đã là ân huệ, con còn muốn thế nào? Trong tâm của con có còn coi Côn Luân là sư môn của mình hay không? Có còn coi ta là sư phụ của con không? Bạch đế, ngài thân là người đứng đầu Ngũ Đế, ngàn năm qua tay không dấy máu, không nên vì vụ yêu lần này mà phá giới. Lúc trước là ta đến mượn gương cung luân, bây giờ hãy để cho ta chấp pháp.
Không lẽ không thể nào tha cho Tiểu Thanh hay sao? Tiểu Thanh lần này gây rối trên Cửu Trùng Thiên sẽ không dễ dàng được buông tha. Nhưng khi xưa ta tự ý xông vào rừng Bàn Đào, ta lấy trộm Bàn Đào, lúc đó bây giờ cô ấy khiến núi Côn Luân ra nông nổi này. Lỗi lầm như vậy, nàng bảo ta dọn dẹp hậu quả thế nào đây? Chàng đọc nhiều sách vở, biết hết chuyện trong thiên hạ, chàng nhất định sẽ có cách, có phải không? Tiểu Thanh từ rắn biến thành hình người, tốn những hơn ngàn năm, vừa không có linh đan diệu dược, cũng không có người khác giúp đỡ, khó khăn lắm mới biến thành hình người, mà lại vì một câu nói của các người tước mất đạo hạnh của muội ấy, hủy đi nguyên thần của muội ấy. Không lẽ yêu trong mắt của các người thật sự chỉ như cỏ rác hay sao? Ta hiểu rồi. Ta không nên ôm hy vọng cuối cùng. Không nên nghĩ rằng chàng sẽ lại như lần trước giúp ta lúc trong rừng đào. Rừng đào làm sao? Lúc trong rừng đào không phải là chàng giúp ta sao? Là chàng giúp ta chữa trị vết thương. Là chàng đặt ta dưới gốc cây đào. Nàng bị thương sao? Cũng phải. Hứa Tuyên bây giờ đã sớm lột xác thành tiên cốt. Tất cả đặt Cửu Trùng Thiên lên đầu. Trảm yêu trừ ma với ta đã không còn bất kỳ dính dáng gì hết. Yêu yêu, nàng hãy tin ta một lần cuối cùng đi. Giờ đây ta cũng không còn là Bạch Yêu Yêu của trước đây nữa rồi. Bàn đào ở chỗ của ta, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Chính sau 3000 năm, người ăn vào thành đạo thành tiên. Chính sau 6000 năm, người ăn vào trường sinh bất lão. Chính sau 9000 năm, người ăn vào thọ chung với đất trời, cùng tuổi với nhật nguyệt. Trong tam giới này, còn chưa ai dám đến đòi ta. Hứa Tuyên, ngươi đúng là hậu sinh khả quý. Tây Dương Mẫu, hôm nay Hứa Tuyên đến không chỉ là vì chuyện bàn đào, còn có. Được rồi, bàn đào ta có thể tặng cho ngươi, nhưng mà chuyện của Tiểu Thanh ta cũng không thể nhúng tay. Chỉ cần người chịu mở lời giúp Tiểu Thanh xoay sở phần nào, tu vi của Tiểu Thanh ắt sẽ giữ được. Dương bàn đào này thì ta có thể định đoạt, nhưng mà chuyện khác ta quả thật là lực bất tòng tâm. Tây Dương Mẫu, xin dừng bước. Tu vi vạn năm của người thọ chung với trời đất, chắc hẳn người phải biết tại sao ta cần đến bàn đào này. Nhưng sao ta có thể không hiểu đạo lý được chứ? Nếu ta không phụ ý trời thì phải tổn thương tâm ý của nàng. Ta tu hàng vạn năm, điều sâu xa nhất ta ngộ được chính là vô lo, vô nghĩ. Ta trước giờ không đoán mò bất cứ điều gì hết. Thế gian này vốn dĩ vô sự, hà tất phải rối bời.
Tề Tiêu. Ta biết người nhất định sẽ đến thăm ta mà. Loài rắn các ngươi đều thích ăn bàn đào có phải không? Trước kia Tiểu Bạch cũng từng xông vào rừng bàn đào. Mau ăn đi. Nhưng ta xông vào rừng bàn đào không phải là để ăn nó, là vì Tiểu Yêu. Ta biết cửu trùng thiên quy củ lớn, ta không nên tự ý xông vào. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của đám Tiểu Yêu khi còn sống là được đến rừng bàn đào thêm một lần. Ta muốn giúp họ thực hiện nguyện vọng đó. Ta biết. Người mau ăn đi. Đợi đến mai là cuộc đời của ta sẽ kết thúc. Người mang cho ta thứ này là bữa ăn cuối cùng hay sao? Ta từng hứa với ngươi sẽ giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng. Ước hẹn này ta chưa từng quên. Ngươi muốn điều gì? Yeah.